Xin chào các anh ạ, đến với video số 95 của kênh đồ câu TV Japan nhé. Hôm nay em lên cho mình một lô máy đứng nha, có máy carbon và máy kim loại luôn nha, máy carbon kháng mặn và máy kim loại tải bền là siêu khỏe luôn cho mình nha. Có cần hai khúc nữa nha mấy anh, cần hai khúc câu câu ngâm nè, câu bè, câu sông ha, cần lua nè, dài tầm khoảng 2m7 tới 3m luôn nha. Có một cây cần cắm gốc nha, cần cắm gốc nó hai ngọn. Và cuối clip thì sẽ có hai cây cần 3 khúc nha mấy anh. Rồi, em lên cần trước nhé. Đây ạ, đây là cây cần mã số 1 nha. Cây cần phôi carbon sống nha cho mình luôn ha. Cây cần này thích hợp cho câu ngâm nè, câu bè nè, câu sông ha. Đó, đánh cá sông rất là ok nha. Độ cứng của nó tầm khoảng là 60 cho tới 100 nha. Sử dụng dây PE từ dây số 3 tới dây số 6 vẫn ok nha. Phôi là phôi carbon sống ha, thiết kế khoan chịu lực tốt cho mình luôn nè. Cây này con ngâm rất là ok nha. Ngọn của nó tới 3.6 lận nha mấy anh. Ngọn 3.6 à. Trọng lượng của cây cần này là 200g nhé. 200g cho cây cần này nhé. Cây cần nhìn rất là đẹp ha. Đấy. Độ cứng là 60 cho tới 100 nha. Cây cần mã số 1, chiều dài 2m4 ạ. À. Độ cứng là 60 cho tới 100. Em bán với giá là 389k cho cây cần mã số 1 nè. Mã số 1 389k nha. Đến với cây cần mã số 2 cũng là phôi carbon này, chính hãng Suzumi cho mình luôn ha, full carbon. Đấy, chính hãng Suzumi cho mình nè, đẹp từ gốc cho tới ngọn nha. Cây này là phôi carbon nha, cái bát này ạ, cái bát rất là đẹp này. Đó, cây cần này thì nó có trọng lượng là 350g nha, ngọn là 2.1 ly ạ, ngọn 2.1 ly ha. Đấy. Chiều dài là 2m4, độ cứng là 30 nha, phôi carbon nè, cái phôi này nhìn rất đẹp nha, tem vàng còn đầy đủ cho mình hết luôn nè. Khoen là loại sứ xám nha, bo tròn chống sóng dây và chống mài mòn dây cho mình luôn ha. Ngọn là tầm 2.1 nè. Đấy, con ngâm, lăn xê, câu bè, đánh xong nha, rất là ok nha. Độ cứng 30 ạ. À. Cây này vàng khoen còn rất là đẹp nha. Đây. Tem vàng còn đầy đủ ha, bát đây ạ. À. Chiều dài là 2m4, độ cứng là 30 nha. Cây cần mã số 2 em bán với giá là 850k nha. 850k. Cái phôi này rất là ok nha, rất là cứng cáp nha mấy anh. Đến với cây cần mã số 3, một cây cần có màu tím mộng mơ đây ạ. À. Tay cầm là cán gỗ bần nha. Cái tay cầm rất là dài nha, rất là ok cho mình nè. À. Cây cần này là một cây cần lua nha mấy anh, chiều dài là 2m7 ạ. À. Vàng khoen loại sứ xám, bo tròn chống xoắn dây, chống mài mòn dây cho mình luôn nè. À. Trọng lượng của cây cần này là 183g ạ. À. Đấy. Phôi là phôi carbon luôn nha mấy anh. Bát là bát Fuji cho mình luôn nè, bát Fuji ha. Đấy. Khoen là khoen Fuji loại sứ xám nha. Ngọn của cây cần này là 1.9 ly ạ, à. Ngọn 1.9 ly nha. Ngọn 1.9. Đấy. Cây cần này độ mới còn tầm khoảng 90% nha mấy anh. Đấy. Độ cứng là M ha, cây cần này nó có độ cứng là M, khoen lua nè, to rất là to cho mình luôn nha. Cây cần mã số 3, một cây cần carbon, độ chiều dài là 2m7, độ cứng M nha, ngọn 1.9 ly. Em bán với giá là 890k cho cây cần này nhé, 890 nha, 890 ạ. À. Mã số 4 ạ. À. Mã số 4. Mã số 4 là một cây cần có chiều dài là 2m7 ạ, 2m7, độ cứng là M nha. Chiều dài 2m7, độ cứng M đây ạ. À. Bát này. Bát nhìn rất là đẹp ha. Phôi là phôi carbon cho mình luôn nha. Trọng lượng của cây cần này là 257g ạ. À. Một cây cần lua nha mấy anh. Đấy. Ngọn là 1.7 ly nhé. Ngọn 1.7 ly. Vàng khoen là khoen bát hãng nha. Vàng khoen còn rất là đẹp, rất là sáng cho mình luôn nha. Còn tem đầy đủ hết cho mình nè. Đấy. Khoen này còn rất là sáng luôn nha, ngọn 1.7 ly nè. Cây cần mã số 4 em bán với giá là 630k, 630k cho cây cần phôi carbon này nhé, một cây cần lua. 630k cho mã số 4. Mã số 5 là một cây cần lua 3m nha mấy anh, một cây cần lua 3m cho mình nè. Đấy. Tải mồi từ 10 cho tới 30g nha, độ cứng là M ạ. À. Đây, độ cứng M nha. Còn tem đầy đủ hết cho mình luôn nha mấy anh. Đây.
khoan loại sứ xám bo tròn chống sóng dây và chống mài mòn dây luôn nha. Trọng lượng của cây cần này là 232 gram ạ. À. Ngọn của nó là 2.1 ly nhé, 2.1 ly ạ. À. Phôi là phôi carbon cho mình luôn nha, vàng khoan nhìn còn rất là đẹp nha. Lõi sứ còn sáng bóng cho mình hết luôn ha. Đấy, tay cầm cán gỗ bần cho mình luôn nè. Cây này độ mới nó còn tầm khoảng 90% nha mấy anh. Tay cầm cán gỗ bần nè. Đây. Cái bát đây ha. Cây cần mã số 5 mà em bán với giá là 1.250.000 cho cây cần chiều dài 3 mét này nha mấy anh, cái phôi rất là cứng cáp nha. 1.250.000 ạ, 1.250.000 ạ. Đến với cây cần mã số 6 là một cây cần cắm gốc nha. Đấy, câu ngâm nè, câu câu sông nha. Đấy, mình câu dứt luôn cũng được nha. Cây này là hàng nội địa Nhật nha mấy anh, hàng nội địa Nhật phòng hộp đầy đủ hết cho mình luôn nha. Đây, cái gốc này nó có in chữ trên này luôn nha. Cây này đẹp nha mấy anh. Cây này nó có một cái ngọn là 2,5 ly nha, một ngọn là 3,1 ly nha, trọng lượng là 525 gram ạ. À. Cây này quá ok nè. Đấy. Và khoen là kim loại cho mình nha, nhìn rất là chắc chắn nha. Đây, ngọn này 3,1 ly nè, ngọn này 2,5 ly nha. Đấy. Câu ngâm ha, câu xong nè, câu dít luôn vẫn được nha. Cây này quá ok, hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Lâu lâu mới về được một cây như này ha. Đấy. Cây này thì nó có độ cứng là tầm khoảng là 110 cho tới 150 nha. Còn cây này độ cứng là 80 cho tới 100 nha. Đó, hai ngọn khác nhau nha. Mua một được hai ha. Hai ngọn là hai độ cứng khác nhau nha. Ngọn 2,5 ly thì độ cứng tầm khoảng 80 cho tới 100 ạ. À. Ngọn 3,1 ly thì độ cứng là tầm 101 cho tới 150 nha. Mấy anh nào mà thích chơi cứng cao là cái cây này ok nha. Chiều dài là 1,50 m nha mấy anh, 1,5 m ạ. Đấy. Cây này quá đẹp ạ. À. Gốc rất là đẹp nha mấy anh. Cái cần mã số 6 à, em bán với giá là 1.150.000, 1.150.000 nhé. Đấy, anh nào mà có ưng cây cần nào mà chưa có rõ hình ảnh và thông số thì anh bóc vào Zalo em nha. Số điện thoại em ghi trên màn hình ha. 1.150.000 cho cây cần mã số 6 thì nhá mấy anh, mã số 6 ạ. Mã số 7 là một cây cần. Đấy, một cây cần hai khúc nha, nhưng mà hai ngọn nha. Đấy. Chiều dài là 2,4 m ha, 2,4 m phôi fit nha. Một ngọn là 3,2 ly nha, một ngọn là 4,1 ly ạ. À. Trọng lượng của cây cần này là 440 gram nha. 440 gram. Đấy. Ngọn này 3,2 ly nè mấy anh, ngọn này 4,1 ly nè. 4,1 ly. 3,2 ly nha. Độ mới của cây cần này còn tầm khoảng 85% nha, 85% ha. Nó cái này nó bị trầy xước nè. Đấy, trầy xước nha. Vàng khoen thì còn đẹp hết nha mấy anh, vàng khoen còn đẹp hết ạ. À. Một cây cần hai ngọn ạ, hai khúc hai ngọn nha. Em bán với giá là 430k ạ, chiều dài 2,4 m nha. Đấy, chiều dài 2,4 m, 430k cho bộ cần này nha. Mã số 7 là 430k nha mấy anh. Đến với mã số 8 là một cây cần 3 khúc 4,2 m đây ạ. À. 4,2 m nha, đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Đấy, cây này rất ok nè. Aztecker. Đấy, chiều dài là 4,2 m nha. Vàng khoen đây, cái khoen rất là to còn rất là đẹp nha. Đấy. Trọng lượng của cây cần này là 734 g, ngọn là 3.4 ly nha, ngọn là 3.4 ly ạ. À. Đấy. Vàng khoen còn đẹp hết nha mấy anh, bát đây ạ. À. Cây này độ mới nó còn tầm khoảng là 80% nha, do nó bị trầy xước theo thời gian ha, nhưng không đáng kể nè. Đấy. Khoen còn rất là đẹp nha. Ngọn 3,4 l ạ. À. Cây cần mã số 8 mà em bán với giá là 500k ạ. Mã số 8 500k cho cây cần 4,2 m này nhá, đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Một hãng lớn nha. Mã số 8 500k ạ. Rồi hết cần rồi em qua máy nha mấy anh. Con máy mã số 1 ạ. À. Con máy này xây tầm khoảng 1.000 nhé. Mô pin sống tiếng kêu lưỡi gà còn luôn ạ. À.
Còn cước số 3 là được 72m, cước số 4 là 60m ạ. Cần gạt mực mà, con lăn sáng, con máy này, câu tôm, câu cá nhỏ ha. Đấy, câu cá sông nhỏ nha, ao hồ đều được, được nha. Con máy này thì nó là full carbon nha, kháng mặn cho mình ha. Câu tôm biển cũng ok nè. Hoạt động máy à, đổi tay quay trái phải được nha mấy anh. Chốt chặn đảo chiều. Con máy mã số 1 em bán với giá là 160k, hàng Korea xuất Nhật ạ, 160 hàng Korea xuất Nhật nhé. Full carbon kháng mặn tốt, mã số 1 160k. Mã số 2 ạ. Mã số 2 là một con máy xây thực 1000 luôn, chạy với bạc đạn luôn ạ. Đội ngoại hình của nó còn tầm khoảng hơn 90% nha, còn rất là ok nè. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn ạ. Con này thì nó vào cước số 2 là được 97m, cước số 3 72 và cước số 4 là 60m ạ. Cần gạt thì mượt mà luôn ạ, con lăn sáng cho mình luôn, đổi tay quay trái phải đều được nha. Hàng con này là hàng China xuất Nhật nha mấy anh. China xuất Nhật ạ. Chốt chặn đảo chiều. Đấy. Con này kháng mặn cũng ok này, cái phôi carbon này rất ok ha. Con máy mã số 2 em bán với giá là 150k nha, 150 ạ. Mã số 3 là một con máy hợp kim nguyên khối nha, xây thực của nó thì tầm khoảng là 1000 cho đến 1500 2000 nha mấy anh. Máy chạy với ba bạc đạn ạ, rất ok. Đến từ hãng Ryobi nha, Ryobi. Đấy, Ryobi. Radio là 4.75 nè, đấy. Con này câu lua là cũng ok ha. Đấy, câu sông này, câu ao hồ ha, câu tôm đều rất là ok. Đến từ hãng Ryobi nha. Cần gạt một mà cho mình luôn nè, con lăn ha, bằng sứ nè, kháng mặn cho mình luôn. Đó. Con này là hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Máy hoạt động đây ạ. À. Chạy rất là êm mượt luôn nha. Đấy. Chạy rất là nhẹ nhàng nha mấy anh. Tiếng e khi kéo cá nè. Con máy mã số 3 em bán với giá là 320k, hàng nội địa Nhật 320 ạ. À. Mã số 4 là một con máy đến từ hãng Suzumi nha, hàng Korea xuất Nhật ạ. À. Full carbon luôn, radio 4 chấm nhắc, xây thực thì tầm khoảng là 1500. Vào cước 1.5 là được 160m, cước số 2 103 và cước số 3 là 80m nhé. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhẹ nhẹ nha, cần gạt mượt mà, con lăn đây ạ. À. Về ngoại hình tổng thể còn tầm 80% nhé, hoạt động máy còn ok nha. Ngoại hình không ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của máy nha mấy anh. Con máy mã số 4 em bán với giá là 160k nha, con máy full carbon 160. Mã số 5 à, là một con máy đến từ hãng Shimano nha. Radio là 4.6, con máy này ok lắm nha mấy anh. IC 100 ha, chạy với bạc đạn luôn ạ. À. Ngoại hình của nó là còn hơn 93% nha. Nhìn còn rất là đẹp, sáng bóng cho mình luôn nè. Đấy. Con này hàng nội địa Nhật luôn ạ. À. Xây thực thì tầm khoảng 1500 cho tới 2000 nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn rất là thanh nè. Đây để em nới ra chút xíu cho mình nghe nha. Đấy, đó, rất là ok nha. Con này vào cước số 2 là được 175m, à, cước số 3 110 và cước số 4 là 100m nha. Radio là 4.6 ạ. À. Cần gạt mượt mà luôn, con lăn sáng, đổi tay quay trái phải. Anh nào mà thuận tay trái thì nói em đổi sẵn qua cho mình luôn nha. Hoạt động máy đây ạ, à. Máy hoạt động rất ok nè. Đảo chiều, đảo tiếng e khi kéo cá nè. Con máy mã số 5, hàng nội địa Nhật em bán với giá là 389k nha, 389k cho con máy này. Con máy này rất đẹp nha mấy anh, 389 ạ. À. Mã số 6 à, là một con máy full carbon kháng mặn luôn đây mấy anh ơi. Vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 100 và cước số 4 là 70m, xây thực là 2000 nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ha, cần gạt mượt mà đây. Con lăn sáng, đổi tay quay sang trái phải được luôn, hàng Korea xuất Nhật. Hoạt động máy ạ, máy hoạt động nè, chạy nhẹ nhàng nha. Đấy, tiếng e nè, tiếng gió cá này. Con máy mã số 6 em bán với giá là 160k nha, 160. Mã số 7 là một con máy tay quay đôi nha, thân là carbon, cối là hợp kim nha. Cầm con máy rất là chắc tay nha. Con máy này có radio là 3.5 ha, con máy này lua rất là ok nè. Đây, cối hợp kim tải khỏe cho mình nha. Vào cước 1.5 là được 170m, cước số 2 130 và cước số 3 là 90 nha, xây thực tầm khoảng 1500 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhẹ ha. Cần gạt mượt mà, con lăn màu vàng gold rất là đẹp nè, còn sáng bóng cho mình luôn. Đổi tay quay trái phải được luôn ạ. À. Con này hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh, hoạt động máy đây ạ. À. Đấy, máy chạy rất là êm nha mấy anh. Đây, thắng như là thắng EBS vậy đó nha.
chốt chặn nè, chốt chặn rất là êm luôn nha. Con máy mã số 7 em bán với giá là 290k một con máy tay quay đôi nha. Lâu lâu về được một hai con thôi nha mấy anh. Đó, hàng tay quay kiểu này là rất là hiếm ha. Đấy, 290k cho con máy này nha. Con máy mã số 8 là một con máy đến từ hãng gì đây? Đây, Power Pin 1900 nha, xây thực tầm khoảng 2000 ạ. Còn cước số 2 là được 150m, cước số 3 100 và cước số 4 là 70m nhé. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn ạ. Cần gạt đây. Con lăn. Con này thì nó xây thực của nó tầm khoảng 2000 nha mấy anh. Đổi tay qua trái phải đều được luôn nhé. Đảo chiêu. Chốt chặn. Đấy, con máy này ok quá nè. Con máy mã số 8 em bán với giá là 150k, mã 8150. Mã 9 là một con máy đến từ dòng Long Scap nha. Con máy Suta EF35B Ratio 4.3 nhé. Con máy này vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 90 nha. Xây thực tầm khoảng 2000 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn luôn. Cần gạt mượt mà đây này. Con lăn sáng trưng luôn ha. Đổi tay quay sang trái phải được luôn. Hàng Korea xuất Nhật, mấy cái con máy này nó kháng mặn rất là tốt nha mấy anh. Cái phôi carbon này rất là ok nha. Đấy. Con máy mã số 9 em bán với giá là 160k, 160. Mã số 10 là một con máy đến từ hãng Suzumi, chạy với 4 bạc đạn, cối là hợp kim, thân là carbon cho mình luôn. Spin 3000, ratio là 5.3 nha. Con máy này mình câu ngâm ha, câu lua nè, câu bè đều rất là ok nha. Vào cước số 2 là được 150m, cước số 3 120 và cước số 4 là 90m nha. Xây thực thì tầm khoảng là 2000 ạ. Mô bin sóng này. Cần gạt mượt mà nè, con lăn ha, còn sáng trưng cho mình luôn nha. Đổi tay quay trái phải đều được ạ. Đây, hoạt động máy này, đảo chiều. Đấy, chốt chặn. Đấy, thắng như thắng ABS nha mấy anh. Con máy chạy với 4 bạc đạn nha, rất là khỏe cho mình nha. Hàng Korea xuất Nhật, con máy mã số 10 em bán với giá là 250k, 250 cho con máy này nhé. Mã số 11 là một con máy cũng đến từ dòng Long Scat luôn, EF50 nha, ratio 4.6, Silta EF50. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi rà còn rất thanh nè. Con này thì xây của nó thì tầm khoảng là, để em xem nào, xây thực tầm khoảng 3000 nha mấy anh. Vào cước số 3 là chắc tầm được 170 á. Đó, cần gạt mượt mà nè, con lăn sáng nha. Đổi tay quay trái phải đều được à. Hoạt động máy đây, hàng Korea xuất Nhật nha. Mấy con này kháng mặn tốt mà tải cũng khỏe luôn nha mấy anh. Rất là ok nha, chạy tới cỡ này mà. Con máy mã số 11 em bán với giá là 180k nha, 180 nha. Cái lô máy Korea này ổn áp lắm nha mấy anh. Mã số 12 là một con máy đến từ hãng Ryobi Long Trot đây. Ratio là 3.9 nha, full carbon cho mình luôn ha. Đấy. Con máy này thì vào cước số 4 là được 150m nha, cước số 3 200 và cước số 2 là 300 nhé. Xây thực tầm khoảng 4000 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn ạ. Cần gạt mượt mà luôn nha. Con lăn đây. Đấy, con máy này ngoại hình của nó đây. Còn tầm khoảng là 85% nha mấy anh, 85. Hàng Đài Loan xuất Nhật ạ. Máy hoạt động này. Đấy. Cái máy này thiết kế cái tay quay rất là cứng cáp nha. Đấy, tiếng e khi kéo cá nè, cái tay quay to ha, đặng cho nó kiểu như là chắc chắn hơn nha. Con máy mã số 12 em bán với giá là 190k, mã 12190, xây thực 4 ngày nha. Mã 13 là một con máy đến từ nhà Daiwa nha. Con máy ST900M nè, con máy này xây thực 5000 nha mấy anh. Đấy. Vào cước số 4 là được 190m, cước số 550 cho cước số 620 nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nha. Cần gạt mượt mà lăn sáng, ngoại hình thì 80% thôi ạ. Hàng Đài Loan xuất Nhật nha, đổi tay quay trái phải đều được. Đấy. Thiết kế tay quay dạng gập gọn gàng cho mình được luôn này. Hoạt động máy nha. Đây. Máy hoạt động rất là ok nha. Ngoại hình không ảnh hưởng tới chất lượng hoạt động của máy đâu nha. Hàng bãi về mình chú trọng chất lượng hơn là ngoại hình nha mấy anh. Con máy mã số 13 em bán với giá là 250k nha, 250 cho con máy này nha. Mã 14 là một con máy hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Con máy này là vào cước số 3 được 220m nè, cước số 460 và cước số 525 nha. Xây thực tầm khoảng 4000 nha, 4000 ạ. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhé. Cần gạt ngược mà, con lăn đây. Vệ sinh lại là đẹp ha, nó do hơi đóng cặn muối biển nha. Đổi tay quay trái phải đều được ạ. Hoạt động máy đây. Máy hoạt động rất là khỏe nha. Chạy tới cỡ này luôn. Đấy, quay rất là nhẹ mà nó chạy tới cỡ đó. Đấy.
không sầu lắc gì cho mình hết đâu nha mấy anh. Con máy mã số 14 mà em bán cái giá là 190k nha, 190k cho con máy xay thực 4.000 này nhé. Mã 15 ạ, là một con máy đến từ hãng Daiwa, chạy với bạc đạn luôn. Con này cũng carbon luôn ạ. Con máy ST1000B nha. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà còn rất thanh nè. Con này vào cước số 4 là được 250m, cước số 5 200 thì cước số 6 150 nha, xay thực tầm khoảng 6.000 ạ. Đấy, cần gạt mượt mà cho mình luôn, tăng sáng nha. Ngoại hình thì nó bị trầy cái lớp sơn ở đây nha. Còn tầm khoảng là 80% nhé. Hàng nội địa Nhật nha, con này nội địa Nhật nha mấy anh. Chốt chặn nè, tiếng E khi kéo cá nè. Rất là ok, đảo chiều, tay quay dạng gặp cho mình được luôn nha. Con máy mã số 15 hàng nội địa Nhật, em bán với giá là 330k nha. Hàng nội địa Nhật hãng Daiwa luôn, rất là hiếm ha. 330 mã 15. Mã 16 là một con máy đến từ hãng Olympic ạ mấy anh. Đây. Con máy này là hợp kim nguyên khối nha, nồi đồng cối đá. Siêu bền, tải siêu khỏe cho mình luôn ha. Ratio là 4.56 nè. Đấy. Vào cước số 4 là 235m, cước số 5 180 nha. Xây thực thì tầm khoảng 5-6.000 nha mấy anh. Mua pin sống đây. Tiếng kêu lưỡi gà còn nha. Cần gạt rất là mượt mà, lăn sáng luôn. Đổi tay quay trái phải được ạ. Hàng nội địa Nhật nha. Hoạt động máy. Máy hoạt động rất là khỏe nha mấy anh. Chạy rất là mượt luôn nha, rất là nhẹ cho mình luôn nha. Con máy mã số 16 em bán với giá là 360k nha. Mã 16 360 nha. 360 ạ. Mã 17 là một con máy tay cò nha mấy anh, mô bin sóng. Đó, tiếng kêu lưỡi gà còn luôn nha. Con máy này thì nó đến từ hãng Daiwa, Sportline 1000LB nè, ratio 4.9 nha. Vào cước số 4 là được 150m, xay thực thì tầm khoảng là 4-5.000 nha. Cần gạt đây ạ, rất là mượt mà, lăn sáng, độ mới của con này tầm khoảng là 90% nha, 90% ạ. Hoạt động máy luôn. Máy hoạt động rất là ok nè, đảo chiều, chốt chặn, tiếng e khi kéo cá nè, rất ok nha. Đấy, con máy hoạt động ok, tay thò, tay cò thắng rất là ăn nha. Hàng nội địa Nhật ạ, mã số 17 em bán với giá là 480k cho con máy này nha, 480 cho con máy tay cò này. Mã số 18 là một con máy Ryobi đây ạ, ratio 3.9 nha. Con máy này xây của nó thì tầm khoảng là 7.000 nha mấy anh, 7.000 ạ. Vào cước số 6 là được 200m nha. Mua bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nhé. Cần gạt đây, nó hơi rít, có gì em bảo dưỡng lại cho nha. Con lăn xứ cho mình đây. Con này là full carbon nha, kháng mặn nha. Lăn xứ kháng mặn cho mình luôn, hàng nội địa Nhật luôn ạ. Hàng nội địa Nhật luôn nha mấy anh. Hoạt động máy ạ. Đấy, máy hoạt động này. Chốt chặn này. Đấy. Con máy hoạt động tốt, mã số 18 em bán với giá là 330k, mã 18 330. Mã 19 là một con máy hợp kim nguyên khối ạ. Con máy này xây thực thì tầm khoảng 8.000 nha mấy anh. Con này thì vào cước số số 4 là được 200m, cước số 5 375 và cước số 6 là 330 nha. Đấy. Mô bin sóng nè, tiếng kêu lưỡi gà còn nè, cần gạt mượt mà cho mình luôn, lăn này sáng này, đổi tay quay trái phải. Con máy đến từ hãng Shimano nha, Z3000, hàng nội địa Nhật luôn ạ. Hoạt động máy. Đấy, máy chạy rất là êm nha. Chốt chặn. Tiếng E nè. Mã số 19 em bán với giá là 650k, xây thực 8.650, đến từ hãng Shimano nha. Mã 20 là một con máy đến từ hãng Daiwa, xây thực cũng 8.000 luôn, nhưng mà nó là carbon nha, full carbon cho mình nha. Vào cước số 8 là được 150m nha mấy anh. Mô bin sóng nè. Đấy, cần gạt đây. Con lăn nha, sáng, đổi tay quay trái phải đều được nha. Ngoại hình tổng thể còn tầm khoảng là 80% nha, 80%, có một vài vết trầy xước theo thời gian nha. Đấy, tay quay dạng gặp này. Đấy, hoạt động máy nha. Hàng này là hàng Đài Loan xuất Nhật nha mấy anh. Chốt chặn, đảo chiều. Con máy chạy với bạc đạn luôn ạ. Mã số 20, máy hoạt động ok, em bán với giá là 668k. Mã số 20, 668 ạ. Rồi, con máy kết thúc video ngày hôm nay của em ạ. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại em ghi trên màn hình ạ.
hoặc là Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và thuận lợi, được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo ạ. Chào các anh.